về cách thức sử dụng và chế biến thì mọi người có thể dùng sụn heo này để làm các món như là sụn heo chua ngọt, sụn heo cháy giềng, sụn heo nướng kiểu giả cầy, sụn heo kho tiêu, hay là làm dồi sụn nhé mọi người. Rất là nhiều cách chế biến khác nhau. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình lại tiếp tục quay các mặt hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu cho mọi người cùng xem nha. Đây là thùng sụn lợn đông lạnh, hàng nhập khẩu từ Nga, từ bác tổng thống Putin đây. Mọi người thấy thì thùng hàng này sẽ có màu nâu nhé. Còn nguyên thùng, nguyên đai, nguyên kiện, tem mác đầy đủ và của hãng Miratok. Đây chính là sản phẩm chính của chúng ta, sụn lợn nhé mọi người. Mọi người có thể quan sát thấy sụn có màu khá là tươi mới và đỏ, gần như là sẽ không có dính thêm một chút mỡ nào nhé. Mọi người có nhìn thấy còn những cái sụn non tươi màu trắng trắng này không? Đây hoàn toàn là sụn non, mọi người ăn thì sẽ thấy nó ăn giòn giòn và không bị ngấy do là không có mỡ. Hàng còn rất là mới nha mọi người. Về cách thức sử dụng và chế biến thì mọi người có thể dùng sụn heo này để làm các món như là sụn heo chua ngọt, sụn heo cháy giềng, sụn heo nướng kiểu giả cầy, sụn heo kho tiêu, hay là làm dồi sụn nhé mọi người. Rất là nhiều cách chế biến khác nhau. Ok, vậy là hôm nay mình đã quay cho mọi người xem sản phẩm sụn heo đông lạnh nhập khẩu. Mọi người thấy clip này hay và có ý nghĩa thì hãy cho mình một like và một chia sẻ nhé. Mọi người ai có nhu cầu mua hàng hay là muốn giới thiệu cho anh em, bạn bè, gia đình thì hãy liên hệ với mình nha. Cảm ơn mọi người xem clip nha. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ.